Chào các bạn, hiện nay tình trạng nam giới chưa đi đến chợ đã hết tiền ngày một gia tăng. Và có rất nhiều nam giới vì chưa lập gia đình nên vô cùng lo lắng, không biết mình gặp phải tình trạng xuất tinh sớm như thế này thì sau này có khả năng có con được hay không? Ngày hôm nay tôi làm video này để giải đáp câu hỏi đó cho các bạn. Có rất nhiều nam giới thắc mắc thời gian quan hệ như thế nào thì được coi là xuất tinh sớm. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu như thời gian xâm nhập tức là từ khi các bạn đưa cậu nhỏ vào bên trong cô bé chưa được 2 phút mà đã xuất tinh thì được coi là xuất tinh sớm. Trên thực tế, tình trạng xuất tinh sớm không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng sinh sản, bởi vì như các bạn cũng biết, để tăng khả năng thụ thai thì phải đảm bảo cả về chất lượng cũng như là số lượng tinh trùng, cũng như là chúng ta tạo ra điều kiện thuận lợi để cho tinh trùng gặp trứng tạo thành phôi thai, đúng không nào? Tuy nhiên, trong một số trường hợp, xuất tinh sớm cũng được coi là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Cụ thể như sau, ở trường hợp đầu tiên, có rất nhiều nam giới vừa gặp phải tình trạng xuất tinh sớm, lại gặp phải những vấn đề liên quan đến tinh trùng, ví dụ như tinh trùng loãng, này, tinh dịch vón cục hay tinh dịch bị đông đặc. Ở trong video về tinh trùng thì tôi đã phân tích rất là kỹ cho các bạn từng trường hợp rồi. Và cụ thể trong cái trường hợp mà tôi đang nêu cho các bạn, ví dụ là các bạn xâm nhập cậu nhỏ vào bên trong cô bé được 2 phút các bạn đã xuất tinh. Nhưng vì chất lượng và số lượng tinh trùng của các bạn không đảm bảo, khi các bạn bị tinh trùng loãng thì số lượng tinh trùng ít này, rồi khi tinh dịch vón cục hay đông đặc thì rất nhiều con tinh trùng có thể là bị dị dạng này, hình dạng của nó không được bình thường này, rồi rất nhiều con tinh trùng thì nó không có khả năng di động, tức là nó đứng yên một chỗ, đứng bất động, hoặc là nhiều con tinh trùng thì nó lại khó di chuyển. Vậy thì đây cũng là một điều kiện bất lợi và nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thụ thai. Cho nên trong trường hợp đầu tiên, đó là xuất tinh sớm đi kèm với chất lượng tinh trùng kém thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thụ thai. Trường hợp thứ hai, nam giới bị xuất tinh sớm và tinh trùng vẫn được đảm bảo cả về chất lượng và số lượng thì như thế nào? Các bạn cũng biết là để thụ thai thì tinh trùng sẽ phải đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, đúng nào? Nhưng trong trường hợp này thì nó lại gặp phải một điều bất lợi trong quá trình di chuyển, cụ thể như sau. Tức là khi mà thời gian xâm nhập quá ngắn, có nhiều bạn chỉ đưa đẩy 10 cái là đã xuất tinh rồi, có những bạn thì được 50 giây, 1 phút, thì cái thời gian này nó không đủ để cho người phụ nữ lên đỉnh. Mà việc người phụ nữ lên đỉnh thì nó liên quan gì đến khả năng thụ thai? Khi mà người phụ nữ chưa lên đỉnh thì cái lỗ mở chỗ cổ tử cung nó sẽ không được mở rộng. Mà các bạn cũng biết, khi mà tinh dịch được phóng vào bên trong âm đạo, nó sẽ di chuyển chui qua cái lỗ mở ở cổ tử cung, lên buồng tử cung, đi qua ống dẫn trứng để gặp trứng ở đó, đúng không ạ? Nhưng bây giờ cái lỗ mở tử cung nó cứ yên như này và nó không mở rộng ra, thì cái việc tinh trùng di chuyển nó cũng gặp cái sự khó khăn. Vậy thì giải pháp trong trường hợp này như thế nào? Nếu như mà các bạn vẫn tự tin về chất lượng và số lượng tinh trùng của mình chỉ là bị xuất tinh sớm thôi, thì hãy thực hiện màn dạo đầu lâu hơn một chút để khiến cho người phụ nữ bị kích thích. Hoặc có thể dùng tay, dùng lưỡi để kích thích điểm G để khiến cho người phụ nữ có thể là lên đỉnh. Sau đó thì các bạn có thể quan hệ, thì lúc này vẫn đảm bảo là cái lỗ mở của tử cung nó được mở sẵn rồi và tinh trùng sẽ dễ dàng để di chuyển hơn. Trường hợp thứ ba, khi nam giới bị xuất tinh sớm ở mức độ trầm trọng rồi thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thụ thai. Cụ thể là thời gian cương cứng không đủ để cậu nhỏ xâm nhập vào bên trong cô bé. Có rất nhiều bạn tâm sự với tôi là em chưa kịp làm gì cả, chỉ mới đang màn dạo đầu thôi thì đã xuất tinh rồi. Và dù có kích thích như thế nào thì cậu nhỏ cũng không thể cương lại và để quan hệ lần thứ hai. Rồi có những bạn thì khi mà bạn tình mới chỉ blowjob, tức là quan hệ đường miệng cho, thì đã xuất tinh rồi. Vậy thì lúc này các bạn không thể nào đưa cậu nhỏ vào bên trong cô bé để xuất tinh ở bên trong đấy, thì chắc chắn là tỷ lệ thụ thai gần như là bằng không, đúng không ạ? Vậy thì để trả lời cho câu hỏi xuất tinh sớm có thể có con được hay không, các bạn chỉ cần quan tâm đến hai điều sau. Điều đầu tiên, đó là tình trạng xuất tinh sớm của các bạn đang ở mức độ nào, nhẹ hay nặng, và chất lượng tinh trùng của các bạn ra sao. Các bạn hãy nhớ điều này, mình biết những bạn mà đang bị rơi vào tình trạng xuất tinh sớm thì cảm thấy vô cùng tự ti với bạn tình và lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, stress làm sao mà để cải thiện cái tình trạng này. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng các bạn càng stress, càng căng thẳng thì nó càng ảnh hưởng đến cái sự sản sinh testosterone, cái hormone sinh dục, và cái này thì nó sẽ làm cho sinh lý của các bạn càng ảnh hưởng hơn. Và đồng thời khi mà các bạn stress căng thẳng thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tinh trùng rồi, vì nó ảnh hưởng đến sinh lý của nam giới nói chung. Và vậy nên thì các bạn hãy cứ bình tĩnh và chúng ta sẽ đi tìm giải pháp, bởi vì cái tình trạng xuất tinh sớm chúng ta sẽ có rất nhiều cách
để cải thiện nó. Và hãy nhớ, nếu như các bạn chỉ gặp tình trạng xuất tinh sớm mà chất lượng và số lượng tinh trùng của các bạn vẫn đảm bảo và vẫn có rất là nhiều bí quyết, vẫn rất là nhiều cách để kích thích cho người bạn tình của mình lên đỉnh, thì khả năng mà các bạn thụ thai là hoàn toàn có thể xảy ra. Trừ trường hợp mà các bạn để tình trạng xuất tinh sớm quá nặng và những cái vấn đề liên quan đến tinh trùng của các bạn cũng quá nặng thì nó mới ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản thôi. Và mình hy vọng là sau video này rất nhiều bạn đã có câu trả lời cho mình. Nếu như bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng vào chuông để ủng hộ Thanh Hương ra nhiều video hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.